Bạn đang lắng nghe Bay Một Ngày Đàm, kênh podcast dành riêng cho khách hàng bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Xin chào quý vị thính giả của podcast Bay Một Ngày Đàm của Vietnam Airlines. Tôi là Mai Anh. Và ngày hôm nay trong tập podcast này, chúng ta sẽ nói về con đường vươn ra thế giới của nông sản Việt thông qua câu chuyện về một loại trái cây đặc sản của miền Trung. Và may anh có một vài thông tin như thế này, quý vị cùng đoán xem đó là quả gì nhé. Thứ nhất, loại quả này có nguồn gốc từ châu Âu. Thứ hai, được tổ chức kỷ lục Việt Nam xếp vào danh sách top 50 sản vật trái cây của Việt Nam. Và một điều đặc biệt nữa này, là khi vào đúng vụ thì loại trái cây này còn được đưa lên độ cao 10.000m để thưởng thức nữa cơ. Không biết là có quý vị nào đoán ra được chưa ạ? Thôi, mẹ sẽ bật mí luôn nhé. Đó chính là trái cam Sãn Đoài, đặc sản của Nghệ An. Và người sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về đặc sản này là anh Trịnh Xuân Giáo, một người đã rất nỗ lực để đưa cam Sãn Đoài ra thế giới. Chào anh Giáo, chào mừng anh đã đến với podcast Bay Một Ngày Đàm ngày hôm nay ạ. Vâng, rất vui. Xin chào Mai Anh. Xin chào quý vị, tôi là Trịnh Xuân Giáo, là một Việt kiều ở Cộng hòa Séc về nước. Tôi là một người trồng cam và vô cùng yêu cây cam của quê hương Nghệ An. Dạ vâng, hy vọng rằng ngày hôm nay thì anh Giáo có thể mang đến thật nhiều những thông tin thú vị cho các thính giả đang lắng nghe anh nhé. Câu hỏi đầu tiên, em rất là tò mò, không biết cơ duyên nào đã đưa anh đến với trái cam Sãn Đoài như vậy ạ? Sau khi mà được thử quả cam Sãn Đoài, người ta được mang giống ra trồng ở một cái vùng miền núi của Yên Thành thì mình quá là ngỡ ngàng, vì thực ra thì cái thời gian mình đi ra nước ngoài nó khá là lâu và mình cũng có cái điều kiện đi rất là nhiều nơi, mình thưởng thức các cái quả cam quýt hoặc là các cái cây ăn quả giò nó có múi thì mình chưa thấy có một cái nơi nào nó có một cái quả cam nó ngon như vậy. Sau cái lần đấy thì cái hương vị đấy nó cứ theo đuổi mình mãi thì mình mới bắt đầu là tìm về Sãn Đoài. Nghe anh chia sẻ như vậy thì chắc hẳn là quý vị thính giả đang cảm thấy rất là tò mò. Bởi vì thực sự cam Sãn Đoài thì cũng đã có tiếng từ lâu rồi, nhưng mà không phải là ai cũng đã được thưởng thức. Anh miêu tả kỹ hơn về trái cam này được không anh? Bọn mình hay nói đùa với nhau là cam Sãn Đoài không cần bảo vệ, chỉ cần kẻ trộm nó vào nó hái cái là cái mùi của nó bay ra là mình biết có người vào lấy cái cắp thôi, ai trộm rồi. Đấy, cái hương của nó là như vậy. Còn nữa thì khi quả cam Sãn Đoài người ta cắt ra đúng là ồ, để mà thưởng thức cái đấy thì nó tất cả các cái giác quan từ vị giác của mình là nó bắt đầu là nó được thưởng thức hết, từ cái hương vị thơm, vị của nó ngọt ngào, nó lan tỏa và cái miếng cam với nhau và xong nó tan hết, nó không còn một tinh bã nào, tép nào ở đấy. Và sau khi ăn xong á thì lại cái dư vị của nó đọng lại mãi trong cái cuống họng mình. Mai anh có tin là nó phải đọng lại tới 30 phút đấy. Vâng, em tin chứ ạ. Bởi vì thực sự em cũng đã từng được thưởng thức cam Sãn Đoài rồi. Quả cam thì không quá to, chỉ tầm khoảng 200-300 gram thôi. Nhưng mà bổ ra thì em rất bất ngờ anh ạ. Bởi vì vỏ mỏng nhá, muối cam mọng nước mà còn có vị ngọt thanh rất đặc biệt. Theo em được biết thì anh cũng đã bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu về nguồn gốc của cam Sãn Đoài đúng không ạ? Khi mà mình kết duyên với cái quả cam rồi ấy, mình cũng rất là đam mê nó và mình cũng muốn biết rằng nó là ai. Thì rất là nhiều cái tài liệu viết về cam Sãn Đoài bằng tiếng Việt, nhưng mà chưa thấy ở đâu để là mình có thể là cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì khi mình về trồng cái cam Sãn Đoài này, mình muốn tìm hiểu lại cái nguồn gốc, thì rất may là mình tìm được trong một cái cuốn tạp chí là Nông nghiệp nhiệt đới và thực vật học ứng dụng của nước Pháp, xuất bản năm 1965. Thì ở cái trang 538 thì họ có viết một dòng ngắn gọn nhưng mà là cực kỳ có giá trị đối với tôi. Đó là cái nội dung tôi dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Việt nói như sau: trong tất cả các giống cây nhập ngoại vào Việt Nam, không có cái giống cây nào nó ưu việt hơn là giống cam Sãn Đoài gần Vinh. Sau khi mà tìm hiểu được cái thông tin này thì mình mới tiếp tục đi tìm tiếp các cái tư liệu khác. Khi mà mình sâu chuỗi tất cả các sự kiện lại thì mình được biết rất rõ ông Nguyễn Trường Tộ là người đầu tiên gieo những cái hạt giống cam Tây Ban Nha đầu tiên trên mảnh đất Sãn Đoài ở giai đoạn 1864-1867 qua cái sự giới thiệu của giám mục Jean Denis Coulter,
tức là tên tiếng Việt là Giám mục Ngô Gia Hậu. Mình cũng rất là băn khoăn và tự hỏi tại sao ông ấy không chọn những giống cây khác mà lại đi chọn cái giống cam. Thì sau rất nhiều cái thắc mắc và cái tìm tòi thì mình được biết là vì ông Nguyễn Trường Tộ thời xưa khi được đi sang Pháp vào những cái thời điểm đấy và ông đi lại trên biển rất nhiều, thì thời đấy các cái thủy thủ đoàn của châu Âu thì họ bị một cái bệnh, tức là thiếu vitamin C ở trên biển vì không có rau xanh ăn ấy. Thì ở Pháp người ta đã làm đông đá những cái quả cam đấy để mà dự trữ trên biển, và sau đấy họ cứ cho các cái thủy thủ ăn thì nó mới vượt qua được cái bệnh thiếu vitamin C. Và việc ông Nguyễn Trường Tộ sau khi đưa cái giống cam về trồng ở xã Đoài thì với cái chất đất ở đây nó khác hẳn tất cả các cái chất đất ở nơi khác trên thế giới. Trong tạp chí nông nghiệp báo cáo ở Đại học Sophia của Nhật vào năm 1986 thì người ta cũng khẳng định là cái giống cam Sa Đoài là giống cam quý nhất bây giờ trên thế giới. Với cái đam mê đó thì mình đã đầu tư rất là nhiều vào cái trang trại, ba cái trang trại cam, và mình hy vọng rằng với những cái dòng cây ăn quả quý giá như thế này, với những cái chất đất nó hợp với thổ nhưỡng như vậy, mong muốn của mình là để rồi mọi người có thể biết đến cái quả cam Sa Đoài nó hết sức là trứng danh mà còn rất nhiều người chưa biết tới. Em rất là bất ngờ khi biết được những thông tin về xuất xứ của trái cam Sa Đoài như là anh vừa chia sẻ. Vậy theo anh, điều gì làm nên chất lượng tuyệt vời của loại trái cây mà được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xếp vào danh sách top 50 sản vật trái cây của Việt Nam này ạ? Khi mình mang những cái quả cam sang châu Âu cho những cái bạn bè là người Tây họ ăn ấy, thì đúng là mắt họ tròn vo luôn. Họ bảo, ô, cái đời tao bây giờ mới được ăn cái quả cam nó ngon, nó thơm thế này. Hay là tại bọn mày là người châu Á, ở trong người châu Á nó nhiều cái nắng, vùng nhiệt đới nó ngon, chứ bên này không bao giờ có. Cũng đúng anh nhở. Nhưng mà bên cạnh yếu tố về giống đi, thì khi thực tế anh trồng cam, thì cái nắng, cái gió của miền Trung có tạo nên sự khác biệt cho cây cam có nguồn gốc từ châu Âu này không ạ? Khi hậu miền Trung thì Mai Anh biết rồi, đặc biệt là khi hậu ở Nghệ An, mùa nắng mà gió lào gọi là nó thổi quắt cả cây luôn. Cái cây nó héo quắt nên để mình ước chừng là có thể chỉ một cái tàn lửa là nó cháy. Là cái mùa nắng nó vậy, đến cái mùa rét nó cũng rét căm cấp đến cái mức mà rất là khó chịu, tức là cái nhiệt độ nó quá là khắc nghiệt. Thì với những cái vùng nhiệt độ mà nó khắc nghiệt như vậy ấy, thì cái cây nào mà nó phù hợp thì nó sinh trưởng, và đặc biệt là nó ra những cái là hoa quả nó rất là thơm ngon. Nó được tôi luyện qua cái nắng, cái gió và cái mưa rét bão bùng ấy, cho nên nó rất là ngon. Đó cũng là một cái khác biệt mà ở những nơi khác người ta không có được cái khí hậu đó, đặc biệt là cái chất đất là khoáng chất của cái vùng Sa Đoài. Và rồi anh bắt tay vào trồng cây cam Sa Đoài như thế nào ạ? Mà anh biết là từ khi mình trồng cây lên, nó như một đứa bé mình đặt lên trên cái mảnh đất cằn mà nó chết rồi, nó bị sâu bệnh rồi, trời nắng nó queo quắt là nó cháy hết á. Gần như là cái năm đầu mình phải đi thay lại một nửa là cái diện tích đấy, nó chết nó không chịu được. Rồi xong đấy thì là phải chăm bón, phải tưới cho nó rồi chăm sóc nó, thậm chí là đùa nhiều lúc vợ bảo thôi ông lên đấy ông ở với nó luôn cho rồi, cái kiểu nó vậy. Tức là mình phải rất là yêu thương nó. 3 năm như vậy, sang đến cái năm thứ tư thì nó bắt đầu cho ra hoa để mà ra quả. Lần đầu tiên gọi là quả bói, nó sinh ra cái quả khi thì nó méo mó và nó nạn đến cái mức độ mà thiếu nỗi là nghĩ là khó mà vượt qua, rồi sao mà làm nông nghiệp nó khó thế. Và về lại suy nghĩ mà bảo là thì bỏ đi hay là làm tiếp. Và thôi đến nước này mình phải làm, mình ngã ở đâu thì mình đứng dậy đấy. Đến năm thứ năm nó vẫn chưa được ổn định, nhưng mà mình không nạn, lại bắt đầu đầu tư tiếp đến năm thứ sáu. Và đúng là đất nó cũng không phụ lòng người, cây cam nó cũng thế. Bắt đầu từ năm thứ sáu trở đi thì nó năng suất nó ngon kinh khủng luôn. Ở đấy mình thu hoạch được, có những năm nó cao điểm nhất nó lên tới hơn 600 tấn. Như vậy là dòng dã đến 6 năm thì anh mới hái được trái ngọt. Quả thật là để nâng tầm cho nông sản Việt thế này, đam mê thôi là chưa đủ anh nhỉ. Mình phải có thêm sự tìm tòi này, làm việc khoa học rồi phải kiên trì nữa. Cái đấy nó lại là một cái sự nỗ lực từng ngày. Tức là lúc đấy thì mình làm theo cái tiêu chuẩn Việt GAP, tức là thực hành nông nghiệp tốt của Việt Nam ấy.
với VietGap thì cái tiêu chuẩn nó chỉ là trong nội bộ, mà mình thì là những người rất là đi lại rất nhiều, và mình hiểu rằng muốn cái nông sản mà được nhiều người biết đến thì mình phải làm cái tiêu chuẩn toàn cầu Global Gap, rồi tiến tới là mình làm cái organic. Vâng ạ, có một thông tin rất là thú vị mà em cũng đã chia sẻ trong phần đầu tiên của podcast ngày hôm nay rồi. Đấy là em được biết trái cam Xã Đoài đã có mặt trong chương trình Con đường nông sản của Vietnam Airlines trong mục tiêu quảng bá nông sản Việt đến với hành khách trong nước và thế giới từ tháng 12 năm 2023. Không biết là lúc đó cảm xúc của anh Giáo thế nào hả anh? Mình cũng thấy vui quá, bảo hay quá, đấy là một cái cơ hội để cho mình quảng bá cái nông sản. Và em biết không, ngay cái tối đầu tiên mà Cam có mặt ở trên chuyến bay ấy, mấy người bạn của mình bay đi Úc, họ gọi điện luôn về, họ bảo ôi trời ơi, ngồi ăn cam tự hào quá, cam của Xã Đoài được thưởng thức những cái đặc sản của Việt Nam Airlines mang lên trên độ cao 10.000m, thấy nó đúng là nó có cái gì đó mà nó rất là kỳ thú. Rồi có những anh bạn ở Mỹ, ở San Francisco cũng gọi điện về để là gửi ra cho người nhà của ông ở ngoài cầu đất Hải Phòng gì đấy. Nó cũng vui lắm. Mình cũng thật là cảm ơn Việt Nam Airlines, bởi vì đấy là một cái con đường mà giới thiệu cái hàng nông sản nó rất là hiệu quả. Và nó đến trực tiếp gọi là từ nông trại đến người ăn luôn ấy. 2 tấn một ngày thì mình nghĩ là tính bình quân ra chắc sẽ phục vụ được cỡ 20.000 người, 20.000 hành khách. Thật sự là một hành trình quá đỗi kỳ diệu và tự hào anh ạ. Mong rằng không chỉ trái cam Xã Đoài chứ danh trở thành cầu nối đưa những hương vị thơm ngon của đất Việt ra thế giới, mà còn có thêm nhiều nông sản Việt khác cũng sẽ được thưởng thức trên độ cao 10.000m. Tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe câu chuyện về cam Xã Đoài của chúng tôi. Đó cũng là một cái niềm đam mê mà rất là vui vì khi có được một cái chương trình này để giải bày tâm sự. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả. Vietnam Airlines đang từng bước góp phần mang nông sản Việt bay ra thế giới với chương trình Con đường nông sản. Đây là một chương trình nhằm quảng bá ẩm thực Việt một cách chân thực nhất qua từng điểm chạm trong trải nghiệm văn hóa, du lịch của khách hàng. Hành khách của Vietnam Airlines sẽ được thưởng thức các đặc sản chứ danh của Việt Nam như một lời chào từ mọi miền đất nước, như nhãn lồng Hưng Yên, mận hậu Sơn La, vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang, cam Cao Phong Hòa Bình, cam Xã Đoài Nghệ An. World Travel Awards đã bình chọn Vietnam Airlines là hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa năm 2023.